Hello, xin chào các bác đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì em lên cho các bác một con xe Toyota Vios 2007, xe màu bạc. Con xe này 2007 nhưng mà đã lên form của 2008 rồi nhá, nhưng mà giá vẫn là của 2007 thôi. Đấy, form dáng của 2008, thiết kế như 2008, trang bị đầy đủ form mới, nhưng mà giá vẫn là của 2007. Con xe này thì 2007, form 2008, xe ở Bắc Giang. Đây vẫn còn tem Toyota Bắc Giang này. Xe biển 98 Bắc Giang nhá. Đấy, vẫn còn tem Toyota Bắc Giang. Thì đang bán với mức giá cho các bác nó là 175 triệu các bác nhá. 175 triệu xe 2007 form mới. Đấy, lốp lắp cũng còn khá là dày và đẹp. Đấy, cũng còn khá là mới, cũng như là la răng này. Form này la răng đúc 4 quả. Phanh đĩa 4 bánh. Đấy, guốc phanh này. Xi nhan gương này. Đấy, đèn đóm này vẫn khá là sáng. Xe thì em mới cho đi dọn về. 175 triệu đời 2007. Đấy, form dáng form mới rồi, khá là ok, màu bạc. Và xe thì tất nhiên là hoàn toàn không có lỗi gì cả, các bác có thể đến xem xe, test xe thoải mái. Đây, phía bên trong nội thất này. Ghế da theo xe này, Toyota này. Một số chỗ thì ngồi theo năm tháng cũng bắt đầu có dấu hiệu rách rách ở đây rồi, nhưng mà nó rất là nhỏ thôi. Đấy, còn chung là bộ ghế này thì vẫn còn khá là đẹp. Trần vẫn là trần nỉ. Đấy. Nhưng mà nó bỏ lớp túi bóng đi rồi, có thể túi bóng bị rách rồi. Cái lớp ly lông đấy thì nó khoảng 200.000, 200-300.000 là các bác bọc được một bộ ly lông mới nhá. Hôm trước thì có bác comment rất là buồn cười, bảo là những cái con xe mất cái ly lông đấy, cái ly lông đấy nó bảo vệ cái trần này, mất cái ly lông đấy là những con xe xấu, con xe không đẹp. Cái đấy nó rất là buồn cười, bởi vì những cái ly lông đấy thì nó là túi bóng thôi, động vào con cái hoặc là quẹt vào có khi nó cũng rách rồi. Và nó chỉ khoảng 200.000 thôi là bọc được một bộ ly lông mới, thích thì chúng ta bọc đi lông mới luôn cho sạch. Đấy, chứ nó không liên quan gì là những con xe xấu hay con xe đẹp gì, nó ở cái lớp đi lông đấy cả. Bác bảo mất cái lớp đi lông đấy là con xe nó xấu rồi. Nó rất là buồn cười. Đây, nhìn vô lăng này. Củ số này. Cái form mới này thì nó hai hệ thống bóng khí các bác nhá, gương kính chỉnh điện hai bóng khí và có hệ thống phanh ABS. Phanh ABS, gương kính chỉnh điện này. Đấy, điều hòa mát đây, em mở chìa lên các bác có thể thấy đây, biểu tượng phanh ABS này, màu vàng vàng này này. Đấy, biểu tượng phanh ABS. Đầu đài thì con xe này thì vẫn chỉ là màn hình DVD thôi, nhưng mà các bác có thể nhìn về mặt của nó, về các hệ thống phím bấm của nó, núm này. Đấy, nhìn vẫn còn khá là đẹp. Nói chung con xe này 2007 vẫn còn giữ được. Xe thì không có taxi dịch vụ gì các bác nha. Táp ly cửa đẹp này, không có taxi dịch vụ gì hết. Đây, đi qua hệ thống máy. Đây. Máy thì với cái đời này thì có lẽ là mặt máy thì cũng ra mặt máy rồi. Thì chân máy là nguyên thôi, ở đây ốc vẩy màu các chân máy là nguyên zin luôn. Để em kiểm tra mặt máy đời này thì có lẽ là cũng đập chạm sửa chữa. Dàn cò các thứ thì chắc cũng thay rồi nên là cũng không quan trọng lắm. Đấy, dập Toyota đây.
keo chỉ đây. Nói chung là đây nỉ khoang máy giữ được. Nỉ khoang máy giữ được là xe nó không có, và cũng rất là sạch, xe không có ngập nước gì hết, không đâm va gì cả, keo chỉ nguyên. 175 triệu đời 2007 đấy bác, các bác có thể đến xem xe, test xe. Đấy, đi thử. Cảm ơn các bác đã xem video, và bác nào có nhu cầu về con xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại dưới màn hình. Đấy, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.